11 giờ đêm, cố vấn gửi tin nhắn trong nhóm nhắc. Tất cả mọi người đến hội trường để họp, vắng mặt sẽ hủy bỏ tư cách lưu trú. Mọi người tức như không dám nói, âm thầm nhắn lại đã rõ. Chỉ có Trương Lệ phòng 202 lại trực tiếp trả lời là không đi đâu. Vừa mới tiễn người về trầu, đang chuẩn bị chạy. Vì ký túc xá căng thẳng, nhà trường hoàn toàn không có phòng cho sinh viên năm cuối, bảo chúng tôi đi thực tập. Vì thi nghiên cứu sinh, chúng tôi dự định nghỉ hè sẽ ở lại trường. Khó khăn là mới xin được ở ký túc xá, sau đó chúng tôi được sắp xếp ở tầng 2 của một tòa ký túc. Còn sắp xếp cố vấn vào trong nhóm để dễ dàng quản lý. Có lẽ là nghỉ hè vẫn phải làm việc, nên cố vấn rất tức giận, cứ sơ hở là lại bắt chúng tôi họp hành. Không ngờ lần này cuối cùng cũng có người đáp trả cố vấn. Tôi nhớ Trương Lệ phòng 202 là một cô gái hướng nội. Sao tự nhiên lại như vậy được? Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy tức giận nên mới nói tiễn người về chầu cơ. Cố vấn nhanh tay tắt một bạn học khác của 202 vào, hỏi cô ấy xem Trương Lệ phát điên cái gì, không muốn ở lại trường thì cuốn gói cút ngay. Nhưng mãi một hồi lâu Từ Hàm vẫn không trả lời. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Trên tầng 2 có 7 sinh viên, 202 chỉ có 2 người sống cùng nhau, bởi vì 2 người vốn là bạn cùng phòng. Cố vấn ở phòng cạnh hội trường dưới tầng 1. Phòng dưới đó có cơ sở vật chất tốt hơn cả. Tôi ở phòng 205 gần phòng họ nhất. Lúc đó tôi còn định đi xem thử phòng 202. Cũng may tôi không làm vậy, bởi vì Trương Lệ lại gửi tin nhắn tiếp, đoán xem tôi giết ai. Tôi liền sững sờ, Trương Lệ đã giết Từ Hàm. Cố vấn cũng rất nghiêm túc với chuyện này. Cô lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm. Các học sinh vui lòng ở yên trong ký túc xá và khóa hết cửa lại. Tôi đã thông báo cho bảo vệ của trường và cảnh sát rồi. Trước khi họ đến, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài. Tôi biết lời Trương Lệ nói rất kỳ quái, nhưng cố vấn vẫn chưa lên tầng kiểm tra mà đã báo cảnh sát, có phải hơi nông nổi không? Nhưng rất nhanh tôi đã biết lý do, bởi vì cô cố vấn lập tức gửi tin nhắn riêng đến. Đây là tin nhắn riêng, nhắn trong nhóm không an toàn, chú ý điện thoại của Trương Lệ, có thể không phải cô ấy dùng điện thoại. Tôi sững sờ vội vàng nhắn tin hỏi, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn tiếp theo của cố vấn khiến tôi lặng người, sở dĩ vội vàng báo các em đến họp vì có phạm nhân đang trốn gần chỗ chúng ta, cảnh sát ngoài kia đang truy lùng hắn. Tôi hít một hơi vào, cuối cùng tôi cũng hiểu những gì cô cố vấn nói. Cô ấy nghi Trương Lệ bị giết, bây giờ người cầm điện thoại gửi tin nhắn là tên sát nhân. Nghĩ vậy tôi vội vàng kiểm tra các cửa. Cũng may bình thường tôi khá cẩn thận nên đã khóa hết cửa. Ban công cũng và cửa sổ chống trộm đều rất an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Gửi tin nhắn hỏi cố vấn khi nào cảnh sát đến. Cố vấn nói rằng bảo vệ cũng vẫn còn ở trường trực ban, họ sẽ đến đây cùng với cảnh sát được cử đến. 10 phút nữa là đến thôi. Cổng ký túc khóa rồi, hắn đã hết đường chạy. Em chỉ cần khóa hết cửa, không cần phải sợ. Đọc tin nhắn này tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đến thì sẽ ổn thôi. Nhưng tôi cũng rất lo cho Trương Lệ và Từ Hàm. Tuy tôi không thân với họ nhưng dù gì cũng quen biết. Tôi thật không muốn họ có chuyện. Không đúng, tôi đột nhiên nhận ra mọi thứ rất mâu thuẫn. Nếu thật sự có phạm nhân giết hai bọn họ đồng thời cầm điện thoại Trương Lệ, vậy sao hắn lại gửi tin nhắn làm lộ bản thân? Biết do cố vấn sẽ gọi cảnh sát ngay, nên không có lý do làm vậy nhỉ? Mục đích duy nhất chủ động đột nhập vào ký túc xá, chắc là muốn che giấu dấu vết, tuyệt đối không thể chủ động để lộ bản thân. Ngay khi tôi đang không hiểu gì, điện thoại lại có tin nhắn mới. Cậu có nhận thấy cô vẫn nói dối không? Nói sao nhỉ? Tôi vội vàng trả lời tin nhắn, rồi mới phát hiện người gửi tin nhắn này là Hải Di phòng 207. Sau khi gửi tin nhắn đi, Hải Di không đáp lại mà là lập tức gọi điện cho tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà trả lời ngay. Mới vừa bấm nút nghe cuộc gọi, tôi đã nghe thấy giọng của Hải Di. Đây chính là lý do cậu dám nghe máy. Vậy cậu là Tiểu Vi phải không? Tôi lập tức trả lời tất nhiên là tôi rồi. Chờ đã thì cậu là cố vấn. Đúng vậy. Cố vấn không hề nghe điện thoại của tôi. Tôi nghi đó không phải là cố vấn. Tôi vội vàng hỏi tiếp, chỉ là không nghe điện thoại. Cũng không thể phán đoán như vậy được. Hải Di bắt đầu giải thích. Tôi lên mạng kiểm tra thông báo của cục cảnh sát, hoàn toàn không có tin tức phạm nhân giết người bỏ trốn nào cả. Tôi lại hỏi tiếp, có thể nào là đang điều tra cho nên mới không tiện tiết lộ không? Hải Di lại khẳng định chắc như đinh đóng cột, đặc biệt còn là trường đại học. Nếu có tội phạm ở gần đây, vậy lãnh đạo nhà trường đã thông báo từ lâu rồi, sao có thể để một cố vấn bé nhỏ xử lý được? Từ khía cạnh này, cô ấy nói thực sự có lý. Tôi cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra, nên tôi vẫn phải xác nhận người khác có an toàn không. Tạm thời mà nói, cậu đừng có tin những gì cố vấn Từ Hàm và Trương Lệ nói. Hiểu chưa đấy? Tôi chỉ có thể trả lời được, không vấn đề. Nói xong cô ấy cũng cúp điện thoại. Nhưng sự mâu thuẫn càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khi nói rằng cố vấn có vấn đề. Vì nếu như có vấn đề, vậy tại sao cố vấn lại dặn chúng tôi khóa cửa lại chứ? Trong lúc chờ Hải Di trả lời, tôi cũng gọi 110. Toàn bộ quá trình rất suôn sẻ. Sau khi thuật lại tất cả các tình hình, tổng đài nói rằng sẽ cử cảnh sát đến điều tra ngay. Nhưng điều tôi phải làm là đảm bảo mình an toàn. Vì vậy lúc đó tôi cũng không quá sợ hãi, bởi vì trong phòng có rất nhiều đèn. Tôi đã bật đèn nhà vệ sinh và cả đèn ban công, bởi vì tín hiệu mạng cầm đét. Tôi có thể liên lạc với bên ngoài, nên không lý gì lại sợ. Mặc dù chuyện này khá kỳ quái, nhưng tôi tin chỉ cần cảnh sát đến, mọi thứ sẽ được giải thích hợp lý. Cho dù là cố vấn hay Trương Lệ, Từ Hàm, hay là tội phạm bỏ trốn có thật sự tồn tại không, thì vẫn luôn có một sự thật.
Rất nhanh tôi đã thấy thông báo tin nhắn. Hải Di đã lập một nhóm, đồng thời nói rằng ngoài cố vấn và bạn học phòng 202, tất cả những người khác đều có thể liên lạc được. Nên tôi lập nhóm này trước khi cảnh sát đến. Có gì có thể thông báo cho nhau. Tôi nhìn thành viên trong nhóm. Đúng là ngoài Trương Lệ và Từ Hàm, 5 người còn lại đều vào nhóm. Mọi người bắt đầu động viên nhau. Mọi người đã báo cảnh sát. Theo lý vụ án không thể tỏ tát hơn nữa. Cho đến khi Lưu Tiểu Mai phòng 208 bất ngờ nhắn một tin nhắn kỳ lạ đến. Vừa rồi ban công hình như có thứ đã đi ngang qua, đi về phía phòng 207 của Hải Di. Nói cách khác, thứ mà Lưu Tiểu Mai nói đi theo hướng phòng 205 của tôi. Rất nhanh Hải Di cũng nhắn đến. Quả thật có một cái bóng đen, nhưng nó lướt qua nên tôi không nhìn rõ. Tiểu Vi xem thử là gì đi. Bọn họ nói vậy, tôi không nhịn được mà đi về phía ban công. Từ xa tôi có thể nhìn thấy cửa chống trộm ở ban công. Thật nhìn hình như cũng không có vấn đề, có thể là chim bay qua làm họ sợ. Tôi đang chuẩn bị trả lời tin nhắn, nhưng khoảnh khắc tôi cúi đầu, tôi bất ngờ nhìn thấy một cái đầu nhô từ dưới lên ở chỗ phía dưới cùng của cửa sổ chống trộm. Phải, là một cái đầu. Mái tóc dài của hắn ta che quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt đen to như của bóng bàn, mà phần da không bị tóc che khuất, trông rất nhợt nhạt dưới ánh đèn của ban công. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên mỉm cười với tôi. Miệng của hắn ta vậy mà lại rộng đến tận mang tai. Tôi sợ hãi lùi lại. Trông hắn ta giống con người, nhưng lại hoàn toàn không giống người. Sau khi nhìn tôi và mỉm cười, hắn đã thụt xuống và trực tiếp biến mất. Tôi liền sốc ngang. Tôi không hiểu mình đã nhìn thấy gì. Rất có thể tôi nhìn thấy người. Vì phòng tôi ở tầng 2 nên người có thể leo lên. Nhưng mà sao người trông lại đáng sợ như vậy chứ? Tôi vội vàng cầm điện thoại kể lại vào trong nhóm Hải Di vừa mới lập. Phút chốc bọn họ bàn tán. Lúc đầu còn nghi ngờ tôi có hoa mắt nhìn nhầm không, nhưng dần dần họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cuộc thảo luận bắt đầu đi theo hướng kỳ lạ. Đặc biệt là Lưu Hiểu Mai phòng 208 là người đầu tiên phát hiện bóng đen ngoài ban công. Cô ấy nói mình có dự cảm không lành. Dự cảm này vừa hay lại trùng hợp với những gì đang xảy ra bây giờ. Cô ấy cũng bắt đầu kể ra. Các cậu có biết thần núi không? Nghe người làng tôi nói đây là ma do thần núi nuôi dưỡng. Nhưng nếu thoát khỏi sự khống chế của thần núi, chúng sẽ xuống núi hại người. Bình thường chúng giống khỉ nhưng lại có khả năng thay đổi. Không chỉ biết biến hình người, hơn nữa có thể khiến ta bị ảo giác, đồng thời tách từng da và tấn công từng người một. Tôi đang nghĩ tội phạm gì chứ? Ngoài ra còn cố vấn, Trương Lệ, Từ Hàm mất liên lạc, không biết mấy người họ có phải bị ma làm khùng nữa. Sau khi Lưu Tiểu Mai nói xong, mọi người đều im lặng một lúc lâu. Điều này vượt quá hiểu biết của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi đều là sinh viên, theo lý không nên tin những điều này. Nhưng điều khiến tôi dao động là tôi không thể giải thích được mình vừa nhìn thấy cái gì. Mà lúc này, Phi Phi phòng 211 lại gửi một tin nhắn, nói cách khác để đề phòng hay là ta tụ tập lại đi. Lộ ra phòng 209 lại hơi do dự, nhưng lỡ như lúc này gặp phải người xấu thì phải làm sao? Hai người bắt đầu thảo luận qua lại ở trong nhóm. Những người khác đều im lặng, tôi cũng đang suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc này, quý trách của tôi lại xuất hiện một tin nhắn do cô vấn gửi đến cho tôi. Cảnh sát đến điều tra đã liên lạc với tôi rồi, 10 phút nữa họ sẽ đến đây. Đến lúc đó tôi sẽ cùng họ kiểm tra toàn bộ ký túc xá tìm tung tích Trương Lệ và Từ Hàm. Các bạn vui lòng đừng nóng vội, tiếp tục khóa chặt cửa và đừng ra ngoài. Rõ ràng đây là tin nhắn cô cố vấn gửi đến. Sự chú ý của tôi bị tin nhắn này thu hút. Câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu tôi. Nếu đúng như lời Hải Di nói, cố vấn có vấn đề, vậy sao cố vấn lại nhấn mạnh lại bảo chúng tôi khóa chặt cửa lại chứ? Hơn nữa trong tin nhắn, cô cố vấn còn đề cập cô đã nói chuyện với cảnh sát, nhưng Hải Di lại nói cố vấn hoàn toàn không muốn nghe điện thoại. Điều này khá mâu thuẫn với nhau. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng mở khung trò chuyện với cố vấn ra và bấm nút gọi thoại. Nhưng không ngờ là cô cố vấn lại kết nối ngay lập tức, và giọng nói quen thuộc đó cũng phát ra từ điện thoại. Tiểu Vi à, chắc là em đã nhận được tin nhắn rồi phải không? Có vấn đề gì không em? Tôi sững sờ, ngây người ra một lúc rồi nói. Thưa cô, bạn học Hải Di có gọi điện thoại cho cô không? Cô vấn ngập ngừng một chút rồi nói. Không có. Sao thế? Bạn học đó xảy ra chuyện gì rồi à? Lúc đó tôi đã biết, chắc hẳn một trong hai người cố vấn và Hải Di đang nói dối. Có thể cố vấn cố ý không nghe máy của Hải Di, nhưng tôi không đoán được lý do. Hải Di đã nói chuyện với tôi, cô ấy là người thật. Cũng có thể Hải Di không hề gọi cho cố vấn, cô ấy đã lừa tôi. Còn về nguyên nhân, có lẽ là ở trong nhóm mới đó, trước khi biết được ai là người nói dối. Tôi không dám kể những gì đang xảy ra cho cô cố vấn nghe, tôi chỉ nói với cô ấy vài câu. Tôi nói mình sợ và lo lắng cho bạn học, cho nên mới hỏi, và chắc là cô ấy cũng đang bận rộn và lo lắng nên không nhận ra tôi đang nói chuyện qua loa. Sau đó chúng tôi kết thúc cuộc gọi, tôi lại bấm vào nhóm chat mới. Trong nhóm đã có thêm hàng chục tin nhắn mới mà họ đã cùng nhau đi đến kết luận rằng sẽ tập trung ở phòng 211 của Phi Phi. Như vậy nghĩa là tôi phải mở cửa và ra ngoài. Họ đã quyết định như vậy rồi, không thể thảo luận thêm nữa. Tôi xem thử lịch sử trò chuyện, trong đó lúc đầu lộ ra phòng 209 đã không đồng ý, nhưng cô ấy đã bị thuyết phục rồi. Tôi bấm vào ảnh đại diện đầu của cô ấy, vốn chỉ định hỏi ý kiến của cô ấy, không ngờ hành động đơn giản này lại khiến tôi phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn. Khi nhấp vào ảnh đại diện cô ấy, tôi không thể nhắn cho cô ấy mà
hiện lên gợi ý kết bạn với cô ấy. Chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng tôi đã kết bạn với cô ấy rồi. Tôi kết bạn hết rồi. Chẳng lẽ lộ dao này không phải là lộ dao ư? Tôi chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng. Tôi lại gửi lại yêu cầu kết bạn. Trong khi chờ cô ấy chấp nhận, tôi lại nhấp vào từng ảnh đại diện một, nhưng vẫn xuất hiện giao diện giống hệt nhau. Bọn họ đều không phải bạn của tôi. Tất cả đều là tài khoản ảo. Ngay lúc đó, tôi phát hiện mình bị đá ra khỏi nhóm. Lúc đó da đầu tôi tê dại đi. Nếu không phải cố vấn gửi tin nhắn đến, có lẽ tôi đã bị họ dẫn dắt mở cửa ký túc xá và đến phòng 211. Nghĩ kỹ thì thấy kinh khủng. Điều tôi không hiểu là Hải Di vẫn đúng là Hải Di. Chúng tôi còn gọi nhau. Sao cô ấy lại tạo một nhóm để lừa tôi ra ngoài? Nếu như điện thoại của Trương Lệ bị kẻ xấu lấy đi, vậy Hải Di là thế nào? Trong khi tôi rất bối rối, điều tồi tệ hơn đã xảy ra. Sau khi tất cả các đèn điện đột nhiên tắt trong vài giây, vì màn hình điện thoại vẫn sáng, tôi mới quen với bóng tối này, vậy mà lại mất điện rồi. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đang đi theo hướng tồi tệ hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Có tội phạm giết người ư? Nếu không, Trương Lệ và Từ Hàm đã đi đâu? Hay là có ma nhỉ? Nếu không, sinh vật ở chỗ ban công là gì? Ngoài ra, chuyện của Hai Di là sao? Sao cô ấy lại lừa tôi ra ngoài, thậm chí còn rảnh rỗi tạo đống tài khoản ảo? Nghĩ đến đây, tôi bèn mở WeChat ra nhắn tin cho tất cả bạn học ngoại trừ Trương Lệ, Từ Hàm và Hải Di. Hải Di liên lạc với cậu không? Trong quá trình chờ đợi tin nhắn, cố vấn cũng kịp thời nhắn tin đến. Các bạn học đừng sợ, tôi vẫn giữ liên lạc với cảnh sát. Họ sắp đến đây rồi. Tạm thời tôi không tiện tìm hiểu nguyên nhân mất điện. Các bạn vui lòng khóa chặt cửa và đừng ra ngoài. Lần này tôi hoàn toàn tin rằng cố vấn không phải là người xấu. Bởi vì cô ấy luôn nhấn mạnh, bảo chúng tôi khóa chặt cửa. Tôi định gọi cho cố vấn, thú nhận những gì vừa xảy ra, xem có manh mối gì không. Nhưng ngay lúc này, điều khiến tôi khó hiểu là Hải Di lại gọi điện cho tôi. Rõ ràng là sau khi tôi biết trong nhóm toàn bạn học giả, cậu ấy đã giận dữ đuổi tôi khỏi nhóm. Tôi còn chưa thèm chất vấn cậu ấy, mà cậu ấy còn dám gọi cho tôi. Bởi vì tò mò, tôi đã nghe máy. Không đợi tôi nói gì, cậu ấy lại thần bí nói một đoạn rất dài. Nghe tờ nói này Tiểu Vi, tôi không cố ý nói dối cậu, nhưng cậu phải nhớ lời tôi nói. Thế giới cậu đang sống không phải là thế giới thực. Cậu không có gì dựa vào, tôi cũng không phải Hải Di. Tôi chỉ có thể liên lạc với cậu thông qua Hải Di, và là người duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi thế giới ảo tưởng. Cậu chỉ cần mở cửa phòng và đi ra ngoài. Nhớ kỹ là phải ra ngoài trước 3 giờ sáng. Giờ cậu có thể không tin, nhưng cậu phải nhớ điều này. Bởi vì dần dần, cậu nhất định sẽ tin tôi. Thời gian không còn nhiều, ngay khi tôi nghe máy trong sự mù mờ, cậu ấy lại cúp điện thoại. Chuyện này là sao vậy? Đến thế giới hư ảo như vậy mà cũng dám nói ra. Giả chân quá, mà mục đích quá rõ ràng rồi. Cậu ấy vẫn muốn tôi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu ấy lại bảo tôi ra ngoài trước 3 giờ sáng. Tôi vô thức nhìn thời gian, giờ đã 12 giờ rưỡi rồi. Dù nhìn từ góc độ nào, việc mở cửa phòng cũng không phải là chuyện lý trí. Việc tôi phải làm là đợi cảnh sát đến, để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tìm hiểu xem có tội phạm thật không, tìm hiểu xem Trương Lệ và Từ Hàm đã đi đâu. Thậm chí tìm hiểu xem tại sao Hải Di lại lừa tôi, hơn nữa còn dùng lý do kỳ lạ để lừa tôi. Vì vậy tôi vẫn phải làm gì đó, tôi phải nói chuyện Hải Di cho cô cố vấn biết. Nhưng sau khi cúp điện thoại, WeChat của tôi lại liên tục có tin nhắn mới. Tôi mở ra xem thì thấy các bạn học trả lời, nói không được nói chuyện riêng với Hải Di, ngoại trừ lộ dao phòng 209, lộ dao thật sự. Cậu ấy trả lời, Hải Di có tìm tôi. Tôi tìm cậu ấy, tôi muốn mở cửa xem thử. Đừng mở, nguy hiểm lắm. Tôi không nghĩ gì mà cứ thấy gửi tin nhắn này đi. Nhưng mà lộ dao lại không trả lời tôi. Sự tình khẩn cấp, tôi đã gọi cho cố vấn ngay. Cô ấy cũng bắt máy luôn. Tôi nói chuyện lộ dao cho cô cố vấn. Cô ấy nói sẽ gọi cho đối phương ngay. Sau khi cúp điện thoại, tôi lo lắng chờ đợi. Sau đó, lộ dao đã gửi tin nhắn trả lời tôi. Tôi mở hé cửa, thấy bên ngoài có bóng đen lao về phía tôi. Tôi đã đóng cửa lại rồi. Nguy hiểm thật đấy. Tôi không biết cái bóng kia phải là người không. Cô cố vấn cũng đã gọi cho tôi. May có cậu nhắc, nếu không tôi suýt mất mạng rồi. Nhìn thấy tin nhắn này, mặc dù toàn thân đều nổi hết da gà, nhưng khi biết cậu ấy không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm. Và tôi cũng hoàn toàn chắc chắn Hải Di đang lừa chúng tôi, bởi vì cậu ấy nói mở cửa phòng ra để rời khỏi thế giới ao này hay gì đó. Nhưng lộ dao đã mở cửa rồi. Ngoài việc suýt gặp nguy hiểm ra thì không có gì xảy ra cả. Hải Di làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy bị thứ không sạch sẽ nhập vào người rồi? Tôi lại nhớ lại thứ kỳ lạ ở ngoài ban công trước đó. Đúng lúc này cố vấn lại gọi điện đến. Cô ấy nói, cô không liên lạc được với Hải Di. Tôi không thể hiểu được bạn học ấy đang làm gì. Nhưng bạn học Hải Di là người thứ ba không thể liên lạc tối nay. Lần này thì rắc rối rồi. Tôi vô thức hỏi, cảnh sát đâu ạ? Chúng ta đã báo cảnh sát lâu như vậy rồi. Sao cảnh sát vẫn chưa đến? Cô cố vấn lại thở dài. Nói đó là lý do tại sao tôi nói rắc rối đấy. Để tôi lập một nhóm mới thông báo cho các em nhé. Chuyện này có thể không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Nói xong cố vấn cũng cúp điện thoại. Rất nhanh ủy chắc của tôi lại có thêm một nhóm mới. Ngoại trừ tôi và cô cố vấn ra, chỉ còn Lưu Tiểu Mai 208, Lộ Dao 209 và Phi Phi 210. Cố vấn là người đầu tiên gửi tin nhắn vào
nhóm. Các bạn học, bây giờ chỉ còn mấy người chúng ta là liên lạc được. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là các em nhất định phải đóng chặt cửa. Sau khi nói xong câu này, cô ấy mới nói ra những chuyện lạ mình gặp phải. Tôi biết các em đều có thắc mắc. Tại sao cảnh sát vẫn chưa đến? Quả thật là tôi luôn nói rằng cảnh sát sẽ đến điều tra ngay. Nhưng điều kỳ lạ là họ vẫn chưa đến. Hơn nữa tôi cũng gọi báo mấy lần rồi. Tổng đài viên nói sẽ cử người đến đây. Nhưng gần như vẫn vô ích. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từng bạn học muốn mất liên lạc, khiến tôi có một dự cảm không lành. Chúng ta bị kẹt rồi. Có thể là một thứ kiểu như ma giấu. Có lẽ người nói chuyện với tôi không phải cảnh sát. Lộ Giao cũng lập tức nói. Cũng có nghĩa là thứ vừa rồi em nhìn thấy qua khe cửa không phải là người. Em biết mình không hóa mắt. Thứ đó trông rất nhỏ, người giống như một con khỉ có hình đầu người. Tiểu Vi, cậu cũng nhìn thấy đúng không? Những lời mà cậu ấy nói lại gợi ra hình ảnh kinh dị mà tôi nhìn thấy. Thứ tôi nhìn thấy ngoài ban công gần như giống hệt Lộ Giao mô tả. Nói cách khác, thứ cậu ấy và tôi nhìn thấy là ma sao? Lưu Tiểu Mai hỏi cố vấn. Vậy tội phạm giết người đó đâu? Không có kẻ đó sao? Cô cố vấn đáp lại rằng tôi đã nhận được tin nhắn thông báo từ cấp trên, nhưng tôi vừa liên lạc với cấp trên này lại thấy cấp trên không phản hồi gì. Theo lý nói xảy ra chuyện lớn như vậy, cấp trên không thể ngủ tiếp mà chắc chắn phải đến trường xử lý mới đúng. Có nghĩa là có lẽ không có tội phạm nào cả. Không có tội phạm, vậy có nghĩa là chúng tôi đã thật sự gặp ma sao? Lưu Tiểu Mai lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Các cậu chưa từng nghe nói truyền thuyết về ngôi trường này à? Nghe nói trước đây là núi hoang, thần núi có nuôi mấy con ma gọi là Sơn Tiêu, cả người chúng như con khỉ. Truyền thuyết nói trường ta động thổ đã phá hủy đền thờ trên núi, cho nên Sơn Tiêu không bị kiểm soát, đôi khi còn ra ngoài hại người. Trước đây cũng đồn rằng có người bị hại chết, chúng cũng không có phép gì, chỉ có thể biết mấy việc đơn giản như ma giấu và kiểm soát linh hồn của người chết, để họ mê hoặc người sống. Như vậy có trùng khớp không? Bởi vì Trương Lệ nhắn tin lung tung và Hải Di đã lừa chúng ta nữa. Nghe giải thích xong, tôi càng sợ hãi hơn. Nếu như là gặp ma, mà nó có thể kiểm soát linh hồn người chết, thậm chí còn có kiểu như ma giấu, vậy chúng tôi phải làm gì mới được? Cố vấn đã trả lời, dù sao đi nữa, các bạn học đừng có sợ hãi và hoảng loạn. Nhất định phải khóa chặt các cửa lại. Đến trời sáng, có lẽ mọi thứ sẽ dễ giải đáp hơn thôi. Đúng, có lẽ đó là cách duy nhất của chúng tôi. Sau đó, cảnh sát cũng mãi vẫn không đến. Tôi lại gọi 110. Tất cả bình thường, tổng đài viên cũng rất lịch sự, hỏi địa chỉ của tôi và nói sẽ có cảnh sát đến điều tra ngay lập tức. Nhưng vẫn không có ai. Tất nhiên cũng không có tội phạm giết người đến gõ cửa. Chúng tôi bị Sơn Tiêu tấn công. Hình như đây chính là chân tướng đêm nay. Chúng tôi rất sợ hãi nên hoàn toàn không thể ngủ được, mà luôn nói chuyện trong nhóm để động viên nhau. Thành thật mà nói, có người ở bên rất khác. Tôi dần dần không còn sợ hãi nữa. Thời gian trôi qua từng phút, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Chịu đựng thêm vài tiếng nữa, có lẽ mọi thứ sẽ thực sự được giải quyết. Cứ như một giấc mơ, đây là một đêm vô cùng dài. Đặc biệt là hành vi của Hải Di thực sự khiến tôi rất nghi ngờ. Cậu ấy còn nhắc đến cái gì mà 3 giờ sáng phải mở cửa phòng ra nữa. Nhìn thấy sắp đến giờ, không biết tại sao trong lòng tôi lại trỗi lên sự lo lắng. Thế giới này thật sự có ma sao? Một thế giới có ma chẳng lẽ không phải ảo sao? Tôi khôi phục lại đoạn ký ức Hải Di tìm tôi nói chuyện. Đột nhiên phát hiện thấy có vấn đề. Chắc là Lộ Giao không biết tôi từng thấy ma ở bên ngoài ban công. Bởi vì lúc đó, bạn học ở trong nhóm mới do Hải Di tạo toàn là bạn già. Lúc đó Lộ Giao thật sự không có trong nhóm. Có lẽ cậu ấy cũng không phải Lộ Giao thật sự. Hơn nữa sau khi nhóm Hải Di giải tán, tôi cũng không nói chuyện này với ai cả. Vậy sao Lộ Giao này lại biết được? Ngoài ra, tôi còn phát hiện một điều kỳ lạ. Lưu Tiểu Mai hẳn là cũng không biết Hải Di từng lừa tôi nhỉ? Bởi vì tôi chưa từng nói với cậu ấy. Theo lý thì họ cũng không biết chuyện này từ ai. Đặc biệt là chuyện tôi nhìn thấy ma ở ban công. Nhưng sao bọn họ lại nói ra một cách tự nhiên như vậy được? Chẳng lẽ họ cũng có vấn đề sao? Càng nghĩ về tôi càng thấy sợ. Để có thể tìm được manh mối, tôi bắt đầu lục lại hết tin nhắn từ lúc tối. Đầu tiên là Trương Lệ gửi một tin nhắn giết người. Tin nhắn này là bắt đầu của mọi chuyện. Nhưng cậu ấy xuất hiện rất bất hợp lý. Nếu là tội phạm sát hại Trương Lệ và Từ Hàm, vậy thì hắn không cần phải nhắn tin thế này để làm lộ bản thân chứ nhỉ? Nếu như suy luận về Sơn Tiêu, vậy Sơn Tiêu cần người mở cửa mới có thể vào hại người. Cậu ấy nhắn như thế này cũng là tăng cường cảnh giác cho chúng tôi đúng chứ? Bất kể đó là suy luận nào đều không hợp lý. Tin nhắn này chỉ có thể mang lại cho tôi một kết quả, đó là bảo tôi khóa chặt các cửa và ở trong phòng. Những điều kỳ lạ xảy ra liên tiếp, bao gồm cả cố vấn và các bạn học ở trong nhóm đều nhắc nhở tôi khóa chặt cửa và không ra ngoài. Ngoại trừ một người là Hải Di. Lúc này tôi bắt đầu coi trọng những gì cậu ấy nói. Tôi nhớ lần cuối cậu ấy gọi nói mình không có nhiều thời gian nữa, sau đó vội vàng nói rất nhiều lời. Một trong số đó là nội dung bị tôi bỏ qua. Cậu không có gì để dựa vào. Tôi không có gì để dựa vào sao? Nói rất chính xác. Bởi vì dù là 110 hay cố vấn hay bạn học, không ai trong số họ thực sự giúp được tôi. Ngoại trừ những người trong vụ việc. Những người khác thì sao? Người thân và bạn thân, ít nhất là bố mẹ tôi. Tôi mở danh bạ ra và tìm số điện thoại của bố. Lúc gọi lại hiện số trống.
số điện thoại của mẹ tôi cũng như vậy nốt. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi nhớ mình có bố mẹ mà. Những lúc này, sau khi không thể liên lạc với họ, tôi đột nhiên quên mất khuôn mặt của họ. Chẳng lẽ thế giới này thật sự không phải thế giới thật sao? Nên ở đây chỉ có mình tôi là người sống. Tôi không có chỗ dựa nào. Những gì Hải Di nói có lẽ chính là thật. Tôi bước xuống giường, rồi nhìn cửa ra vào. Cả đêm nó như một bức tường sắt, giúp tôi ngăn chặn nguy hiểm. Nhưng nó chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường mà thôi. Nó đâu phải là sắt thép thật. Nó thật sự có thể ngăn chặn nguy hiểm sao? Hay đúng như lời Hải Di nói, nó đang ngăn cách tôi với thế giới thực nhỉ? Tôi bước từng bước một đến cửa phòng ký túc xá. Vì thời gian đã đến 2 giờ 50 rồi. Nếu lời Hải Di nói là thật, vậy tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi đặt tay lên nắm cửa, rồi nhẹ nhàng xoay, sau đó mở hé hé cửa. Chỉ mở hé hé mà thôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV. Bấm cái chuông để đón chờ tập mới.